Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh Máy móc Việt Nam Bình Tân nha. Hôm nay em sẽ lên cho anh em mình một dòng máy da xít mới chính hãng cho anh em mình, để anh em mình đầu tư, cũng như là anh em nào mà mình đầu tư mình sử dụng nhỏ lẻ nhà xưởng anh em, thì anh em mình có thể đầu tư ngay mã da xít NB220E của hãng. Thì với mẫu này anh em mình mua, thứ nhất là anh em mình sẽ được phân phối cũng như là cung cấp bởi Máy móc Việt Nam Bình Tân, là chuyên cung cấp cho anh em mình những dòng máy chính hãng của da xít welcome cho anh em mình. Với mã này thì nó sẽ có rất là nhiều tính năng mới cho anh em, như là anh em mình sẽ có hai chức năng hàng, thì anh em mình sẽ sử dụng được là hàng que và hàng mít luôn. Còn riêng về anh em mình, cái chế độ khi mà sử dụng hàng á, anh em mình sẽ có chế độ hàng 2T và 4T. Bây giờ em sẽ là khui ra cho anh em nhìn thấy được cái thứ nhất là cái kiểu dáng của con máy, xem coi nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình khi mà sử dụng không nha anh em. Rồi, với nguyên đai nguyên kiện cho anh em mình khi mà đầu tư, thì anh em mình sẽ được hãng hỗ trợ ngay cho mình một cái đồng hồ CO2 của mình là 36V nha anh em. Còn ở trong thì nó sẽ có một số phụ kiện cần thiết cho anh em khi mà sử dụng, như là dây khí nè, kẹp mát nè, và nó sẽ có là súng hàng mít cho anh em. Trước mặt anh em đây sẽ là kiểu dáng của con máy khi mà anh em mình đầu tư cũng như là mua nha anh em. Em tiết lộ giá luôn thì giá nó cực kỳ rẻ, cũng như là chỉ trong tầm 8 triệu hơn thôi, dành cho anh em để anh em mình đầu tư nhỏ lẻ. Thì bây giờ em sẽ là xé ra cho anh em mình xem được nguyên đai nguyên kiện của máy nha anh em. Đây, mẫu này thì cái kiểu dáng nó thiết kế nhỏ gọn cũng như là giá rẻ nè. Đây, ở phía trước á, thì anh em mình sẽ có một số nút để điều chỉnh các chi tiết quan trọng khi mà anh em mình muốn có một cái mối hàng đẹp. Thì anh em mình sẽ có một nút chỉnh lửa, một nút chỉnh dây và một nút là để chỉnh được độ ngấu của máy. Còn riêng về mặt đồng hồ hiển thị thì nó sẽ là đồng hồ điện tử cho anh em mình. Ở đây thì nó sẽ có thể chuyển được chế độ khi mà anh em mình sử dụng hàng que hoặc là hàng mít. Ở dưới thì nó sẽ là chế độ hỗ trợ cho anh em khi mà hàng mít anh em, thì nó sẽ có chế độ 2T và 4T hàng tự động cho anh em. Và ở dưới đây nó sẽ có luôn cả nút xả dây cho anh em mình khi mà mỗi lần mình thay dây, mình xả dây để mình sử dụng. Đó, với một con máy anh em mình nhìn nè, rất là nhỏ gọn luôn, tiện lợi. Cái kiểu dáng thiết kế thì rất là độc lạ cho anh em. Ở phần sau thì anh em mình có thể để được cuộn dây 5kg, 15kg tùy vào cái nhu cầu của anh em mình khi mà sử dụng. Đối với vật liệu anh em mình hàng á, thì anh em mình có thể hàng được vật liệu từ 5 ly, 4 ly đổ lại, thì nó sẽ cho anh em mình một cái mối hàng rất là đẹp khi mà sử dụng nha anh em. Ở mẫu này được hãng công bố cái thông số độ dày của vật liệu khi mà anh em mình hàng muốn có cái hiệu năng nó tốt cũng như là hiệu năng chuẩn khi mà sử dụng. Còn riêng về khi mà anh em mình muốn mua được những dòng máy hàng chính hãng của da xít được welcome phân phối tại Việt Nam, thì anh em giúp em nha. Mình mua thì mình để ý những cái chi tiết nhỏ như thế này nha anh em. Đây, thì một con máy chính hãng nó sẽ có một mặt là in thương hiệu welcome, đây là thương hiệu cũng như là công ty nhập về Việt Nam. Còn một bên sẽ là da xít, đó, một bên da xít, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng bên Trung Quốc cho anh em mình, để anh em mình sử dụng. Và ở trong này nó sẽ là bộ đẩy dây nha anh em. Bộ đẩy dây rất là lớn luôn, để hỗ trợ cho anh em mình khi mà anh em mình cần cái cường độ, khi mà anh em mình sử dụng tốc độ anh em. Đó, thì anh em mình sẽ có một bộ đẩy dây lớn để phù hợp với nhu cầu của anh em. Rồi, thì sau khi mà review khá là chi tiết về sản phẩm này, thì em sẽ lắp ngay dây cũng như cho anh em mình trải nghiệm hàng với vật liệu dày là tầm 3 ly nha anh em. Đó, để cho anh em xem được cái hiệu quả, hiệu năng của máy khi mà anh em mình sử dụng một con máy da xít 220E nha anh em.
Rồi sau khi mà anh em thấy được hiệu năng của máy khi mà hoạt động thì anh em nào thấy mình có nhu cầu đầu tư ngay dòng này thì nhấc máy lên điện cho số hotline 0906 779 465 là anh em mình có thể đầu tư được. Và bây giờ em sẽ tiết lộ cái mức giá. Thì với cái mức giá này anh em mình cần gì phải mua những cái dòng hàng nhái, hàng trôi nổi ngoài thị trường để cho anh em mình khi mà xài á mình không có an tâm vào cái sản phẩm, thì anh em mình có thể đầu tư ngay dòng gia xích. Giá của dòng máy MIX NB220E bên em đang bán cho anh em giá chỉ có 8.450.000 thôi. Thì anh em mình nhanh tay nhấc máy lên gọi cho số hotline, hoặc là anh em có thể đến ngay địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để được bên em hỗ trợ tư vấn cho mình về dòng này nha anh em. Và tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bên em còn có tới thêm hai cái chi nhánh nữa để hỗ trợ cho anh em. Nếu như anh em nào có nhu cầu thì có thể nhấc máy lên gọi ngay cho số hotline để được bên em hỗ trợ tư vấn thêm cho mình nha anh em. Và khi mà anh em mình xem về cái hiệu năng của máy hàng đó, thì anh em nghe cái tiếng âm thanh rất là mượt luôn khi mà anh em mình sử dụng đó. Còn riêng về cái hiệu năng mà mối hàng á thì anh em mình có thêm một cái chút kỹ năng nè, cũng như là kinh nghiệm khi mà sử dụng á, thì anh em sẽ cho ra được một cái mối hàng rất là đẹp. Độ dày của vật liệu là tầm 4 ly 5 ly, thì anh em mình sẽ có một cái hiệu năng rất là tốt nha anh em. Còn bây giờ thì anh em nào mà xem hết video ưng dòng máy này thì chốt ngay luôn. Rồi sau khi anh em xem video tới bây giờ thì anh em nào thích video cũng như là mình quan tâm về những dòng máy cơ khí thì anh em mình có thể đăng ký kênh để theo dõi, cũng như là mình có thể cập nhật được những dòng máy mới nhất video từ bên máy móc Việt Nam Bình Tân làm, thì anh em sẽ được YouTube thông báo nha anh em. Còn bây giờ chắc xin chào và tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.